Hi các bạn, chào mừng các bạn đến channel của mình. Hôm nay thì các bạn hãy cùng mình đi thu hoạch cây dưa leo này nha. Và cây đậu bắp bên kia nữa. Đó, đây là vàng dưa leo của mình nè các bạn. Vì ở Texas rất là nắng nóng luôn á, nên mình có làm cái mái che, là một cái miếng vải mỏng ở phía trên thôi. Đó, đây là cây dưa leo. Dưa leo này á, là thuộc loại dưa leo Nhật nha các bạn. Nó dài dài giống vậy nè. Đó. Em ấy rất là khỏe luôn á các bạn. Đây là những cái trái mà còn bé xíu. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái trái còn bé xíu. Đang lớn, em ấy đang lớn. Hiện giờ thì mình chưa thấy em ấy bị bệnh gì hết. Vừa khỏe mà vừa ít bệnh nữa. Đó, đây là trái mà lát mình sẽ thu hoạch. Trái dài quá chừng luôn. Trái dưới này nữa là các bạn. Dưa leo này á, nó dài giống vậy nè các bạn. Ở ngoài chợ này nọ đó thì nó bán tới 1 đồng mấy, gần 2 đồng một trái đó các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau thu hoạch nha. Thu hoạch mình sẽ bỏ vô cái mẹt này nha các bạn. Giải quyết cái trái này trước. Đây là phía trong của vàng dưa leo. Cây dưa leo này á, là mình trồng từ hộp luôn á các bạn. Thì các bạn có thể thấy đây là trái dưa leo rất là dài. Đây một gang tay, hai gang tay hơn á các bạn, chút xíu, hơn chút xíu. Cái trái này á, tại vì mình không có muốn thu hoạch là tại vì mình sẽ giữ trái này cho nó già xong rồi mình làm giống các bạn, lấy hộp làm giống. Ok, mình sẽ hái cái trái bên trong này nha. Cái trái ngoài kia nữa và cái trái đang lủng lẳng này nữa. Dài quá trời dài luôn. Mà rất là non nha các bạn. Trái này thì dài hơn trái kia gấp đôi luôn á. Vì là mình trồng kiểu mà organic á các bạn, nên nó ra như thế nào là kệ tụi nó thôi à. Chúng mình không có bón mấy cái thuốc tăng trưởng hay cái gì hết. Đó. Trái này rất là non luôn. Tại vì mình vừa quay cho các bạn mà vừa hái á, nên nó cũng hơi lâu. Ồ, mình thấy còn cái trái trong này nữa nè. Nó núp trong này các bạn ơi, nó núp. Núp lùm, các bạn có thấy nó không? Đây. Hình như hồi nãy mình thấy còn một trái nữa. Ồ, đây nè các bạn ơi. Trời ơi. Thấy thiệt là. Đây nè các bạn ơi. Đó, 5 trái và còn nhiều trái đang ra nữa. Thế coi mình có bị sót trái nào không? Có mấy trái nó bị quéo quéo nữa các bạn, coi nè. Ok. Ồ, còn một trái bên kia nữa đó. Như leo này á, thì mình làm cái gì ăn được các bạn ha. Tại mình cũng có nhiều á, mình cũng không biết là. Hôm bữa thì mình có xào rồi. Chắc bây giờ mình sẽ làm kim chi dưa leo quá. Chứ nó cũng nhiều quá đó. Đó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 trái cho ngày hôm nay. Ok, bây giờ thì mình sẽ qua đậu bắp. Đậu bắp thì mình chỉ trồng có 2 cây rồi các bạn ơi, mà hả, nó cho tụi mình ăn chắc mỗi ngày luôn á. Bông cũng nhiều mà trái cũng nhiều luôn. Hai trái đậu bắp mỗi ngày mình đều hái hết á, nhưng mà cái trái kia thì chắc mình để lại quá. Tại biết sao mấy bạn thấy mình trồng có 2 cây đậu bắp không? Tại vì mình trồng thử thôi các bạn, tại năm nay là năm đầu tiên mà mình trồng thứ gì đó, nên mình muốn trồng thử coi mình có hợp với lại trồng giống vậy không á. Nên mình thấy mình trồng đậu bắp cũng hợp, năm sau mình sẽ trồng nhiều cây hơn để được nhiều quả hơn. Đây là cái trái dưa hấu độc nhất vô nhị của mình. Nguyên một cái cây dưa hấu luôn các bạn, nó ra nhiều bông lắm luôn á, nhưng mà đậu được chỉ có một trái duy nhất thôi. Tại vì mình cũng mới năm đầu á, nên mình cũng không biết cách nào thụ phấn hoặc là cách nào bón phân cho nó ra nhiều trái hơn á, nên nguyên một dây luôn các bạn. Hôm bữa nó ra rất là đẹp, rất là xanh xanh tươi luôn, mà hôm nay trái này nó chín rồi nè, nên mình sẽ thu hoạch luôn cái trái này nha. Mình cũng không biết á, là ở bên trong nó có ngon, có ngọt không nữa. Đó. Ok. Lấy cái trái này luôn. Cũng ok lắm các bạn ơi. Cũng được. Hi à, nó cũng nặng lắm các bạn. Nó cũng nặng ghê lắm. Nhưng mà hy vọng á là nó ăn được ha. Nguyên một cây luôn rồi ra được có đó thì đó. Đó. Đây là thành quả của ngày hôm nay. Đây là một vàng đậu đũa, và mình có trồng chung luôn á là mấy trái dưa hoàng kim á các bạn. Đây mình sẽ cho các bạn coi trái dưa hoàng kim nha. Nó ra quá chừng luôn. Đó. Au. Nó có gai các bạn ơi. Cái dây của nó có gai. Đây. Dưa hoàng kim. Đó. Rất là sai trái luôn. Dưới này cũng có mấy trái nữa nè các bạn. Đó. Này rất là sai trái luôn. Trái nhỏ nhỏ baby. Mấy trái bên đây chín rồi nè. Còn một trái bên này nữa nè. Đó. Mình thấy hai trái nó chín rồi. Hai trái đậu đũa nó chín rồi nè các bạn ơi. Sẽ hái cho các bạn coi. Đó. Đây. Đậu đũa. Nó nhìn giống con rắn ghê các bạn ha. Đậu đũa thì mới trồng thôi, nên nó cho lai rai trái thôi, chứ cũng không nhiều lắm các bạn. Các bạn có thích những cái video mà thu hoạch giống như vậy không? Nếu mà các bạn thích thì các bạn hãy đăng ký channel của mình nha. Và bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Bye.